Bây giờ chúng ta đến với nội dung tiếp theo. Các bạn thấy bây giờ chúng ta tìm hiểu về property và method. Như vậy property và method nó là gì và khi sử dụng trong Lab thì nó có ý nghĩa như thế nào? Tiếp tục, tôi sẽ tạo ra một file PSP mới. Ở đây chúng ta chọn PSP file và 02. Chúng ta tìm hiểu về property và method. Tôi có thể đặt đơn giản đó là offset cũng được. Như vậy, ở file này chúng ta sẽ cần đó là hiểu về property và hiểu về method. Property các bạn thấy chúng ta có thể hiểu nôm na đó là đặc điểm và đặc tính. Nó giúp cho chúng ta miêu tả các thuộc tính, các đặc điểm của một class. Còn method nó là phương thức hoặc là hành động, miêu tả các hành động của một class nào đó. Ví dụ tôi nói đến class sinh viên của chúng ta, thì các bạn thấy các thuộc tính hay các đặc điểm của class sinh viên đó là gì ạ? Chúng ta có mã số sinh viên, họ tên sinh viên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán chẳng hạn. Đó là những thông tin của một sinh viên. Còn hành động của một sinh viên, các bạn thấy sinh viên này chúng ta có thể gọi hành động đó là hãy in thông tin của sinh viên đó. Hoặc là chúng ta có hành động của sinh viên đó là nghiên cứu một môn học nào đó. Đây là các hành động hay chúng ta còn gọi là các method. Còn các thuộc tính và đặc điểm thì chúng ta có thể gọi là property của sinh viên. Bây giờ tôi vào phần student. Tôi sẽ thử tạo ra một số phương thức và một số thuộc tính cho last student này. Ví dụ, đối với student thì các bạn thấy chúng ta có mã số sinh viên. Như vậy, public code và tôi gán giá trị mặc định cho nó luôn. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục, sinh viên thì phải có tên. Name, nó sẽ bằng. Chúng ta đưa vào đây. Ví dụ, tôi đặt tên cho sinh viên này, đó là John Mead. Tiếp tục, sinh viên này có thể là có thêm thông tin ngày sinh, birthday. Và chúng ta cũng gán giá trị mặc định cho birthday. Ví dụ 12 tháng 5 1989 chẳng hạn. Đây là các thuộc tính của sinh viên. Chúng ta có thể kiểm tra như sau. Chúng ta vào file 02. Và ở đây, đầu tiên thì tôi cũng kéo vào last sinh viên của chúng ta. Rewind one vào last, vào sinh viên .last.psp. Ở đây chúng ta đặt là student. Tôi điều chỉnh lại. Tiếp theo chúng ta mới tạo ra một đối tượng sinh viên bằng new student. Sau đó chúng ta tiếp tục in ra đối tượng student này. Và tôi thử vào file 02. Chúng ta sẽ quay lại. Và tôi vào file 02. Các bạn thấy student của chúng ta không còn là một đối tượng rỗng nữa, mà đối tượng này nó có đầu tiên đó là code, tiếp theo là name và birthday. Và ứng với mỗi giá trị này thì các bạn thấy nó có những và ứng với mỗi thuộc tính này thì chúng ta đã có giá trị. Và giá trị này chính là giá trị mà chúng ta đã thiết lập ở phần khai báo lab của student. Bây giờ chúng ta đã có sinh viên là John Mead rồi. Ở đây tôi thử tạo thêm một sinh viên mới nữa. Ở đây là student A. Tiếp tục tôi sẽ tạo ra đó là student B chẳng hạn. Student B bằng new student. Sau đó chúng ta cũng in ra thông tin của student B này. Như vậy ở đây tôi truyền vào đó là student B. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta đã có hai đối tượng sinh viên. Và chúng ta đặt ra một vấn đề. Đó là hai đối tượng sinh viên này có code, có name và có birthday hoàn toàn giống nhau. Như vậy chúng ta muốn thay đổi lại đó là giá trị code hoặc là giá trị name của sinh viên B thì chúng ta thực hiện như thế nào? Như vậy chúng ta sẽ tiến hành xây dựng thêm các phương thức. Ở đây chúng ta chỉ mới có đó là property. Như vậy tôi sẽ bổ sung thêm các phương thức. Đầu tiên đó là phương thức thay đổi lại giá trị của mã số sinh viên. Ở đây sẽ là public function, phương thức của chúng ta đó là setCode. Và chúng ta phải truyền vào giá trị mà chúng ta muốn thiết lập, code value. Tiếp tục, date chính là student. Chúng ta gọi đến đó là code và nó sẽ bằng với code value. Chúng ta ghi đơn giản như thế này. Sau đó chúng ta sẽ thử thực hiện phương thức này ở file 02.
tôi đã tạo ra student B rồi. Bây giờ student B, chúng ta tiến hành thay đổi lại mã số sinh viên. Chúng ta gọi đến phương thức setCode và truyền vào đây giá trị mà chúng ta muốn thiết lập. Ở đây tôi thiết lập là 654321 và chúng ta refresh lại. Thì các bạn thấy mã số ban đầu, đây là mã số của sinh viên A và đây là mã số lúc sau, và nó đã được phương thức setCode thay đổi lại giá trị. Do đó giá trị hiển thị ở đây là 654321. Tương tự, chúng ta có thể thiết lập phương thức để thay đổi tên của sinh viên. Chúng ta vào lại phần lát. Chúng ta có thể copy cho nó nhanh. Tôi đem xuống phía dưới. Ở đây chúng ta có thể đặt tên phương thức đó là setName. Và ở đây là nameValue. Ở đây cũng là nameValue. Các bạn thấy div không còn chọn đến code nữa mà sẽ chọn đến đó là name. Sau đó ở file 02, chúng ta tiếp tục thiết lập. Ở đây sẽ là setName và truyền vào tên mà chúng ta muốn thiết lập. Như vậy, tôi sẽ truyền vào ví dụ là Peter Rao. Và tôi sẽ thử refresh lại. Thì các bạn thấy thông tin của sinh viên B chúng ta đã thiết lập thành công. Như vậy, chúng ta cũng tìm hiểu xong vấn đề thứ hai. Và chúng ta cũng tìm hiểu được property và method.